lên thi thách thức danh hài, hỏi chú Trường Giang sao chú bắn mắt quá. Trường Giang nói là chú phải trả tiền mặt bằng, tiền nhân viên, còn cái này nữa mới ghê, chú phải nhập hàng hóa tươi sống từ Quảng Nam vô để bán. Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa bao giờ thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì đó. Thí sinh kế tiếp, Mỹ Hạnh, Ý Nhi. Làm cho tất cả danh hài, luôn cho tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài, để lòng nhã nhi không ngưng cười. Làm cho tất... Chào chú Trấn Thành, chú Trường Giang, MC Ngô Kiến Huy cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Con xin chào chú Trường Giang, chú Trấn Thành, chú Ngô Kiến Huy cùng tất cả mọi người đang có ở trường quay. Mùa này miền Trung nhiều ha, Đà Nẵng phải không? Dạ. Rồi ai là Mỹ Hạnh, ai là Yến Nhi? Dạ con Mỹ Hạnh. Con Yến Nhi. Hai đứa còn đi học không con? Dạ con. Học lớp mấy? Dạ con 17 tuổi học lớp 12. Con 12 tuổi học lớp 7. Ồ. 17 tuổi học lớp 12. Đây 12 tuổi học lớp 7. Ừ đúng rồi trời. Tụi con là gì của nhau? Dạ chị em ruột. À, từ Đà Nẵng vào đây hả? Dạ. Xa xôi quá. Giờ mình ráng diễn rồi mình lấy 10 triệu nha. Nha. Dạ. Để có lộ phí đường đi. Dạ rồi chú. Rồi, nhớ 60 giây nha. Thoải mái là, nào, 60 giây, bắt đầu. Chị ơi, chị mới từ dưới quê lên, em dẫn chị đi ăn quán gì ngon nha. Được đó, đi ăn món gì đi. Ở đây có quán Mười Khó của Trường Giang ngon lắm. Trời, Mười Khó hả? Quán Mười Khó của Trường Giang á là tới đứng trước cửa canh Trường Giang ra chụp tấm hình rồi về chứ đừng vô ăn, mắc cắt cổ. Sao vậy chị? Không biết hả? Cái này chị nói cho em nghe thôi nghe. Mà nếu mà em muốn nhiều chuyện á thì cũng đừng nói chị nói. Tại vì chị sắp thi thách thức danh hài Trường Giang mà biết chị loan tin á là không bao giờ cười cho chị. Chị mà mất 2 triệu là lỗi tại mi đó. Biết chuyện kia chưa? Trời ơi, ở dưới quê người ta bóc phốt quá trời. Người ta bảo sao Trường Giang bắn mắt quá vậy. Rồi có thằng nhỏ đó lên thi thách thức danh hài, hỏi chú Trường Giang sao chú bắn mắt quá. Trường Giang nói là chú phải trả tiền mặt bằng, tiền nhân viên, còn cái này nữa mới ghê, chú phải nhập hàng hóa tươi sống từ Quảng Nam vô để bán. Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa bao giờ thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì đó. Quân đã chiến thắng vang dội, thắng của chúng ta đã hợp lý. Mà nó nói cái câu nghe chân đật cái sao? Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì. Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa bao giờ thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì đó. Trời ơi, may mắn quá, hai con đã nhận được. Con đang đem kinh tế gia đình chú đổ xuống sông hết rồi. Nhỏ nó chân thật, nó muốn gì nữa. Sống có Quảng Nam mười mấy năm không thấy chú Trường Giang nhập bất cứ cái gì. Sao biết tôi không nhập đồ Quảng Nam? Ác gì người ta quá vậy? Con giỡn á. Giỡn? Con đem tương lai gia đình chú con đổ xuống sông Tam Kỳ rồi. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Nói chung là duyên dáng, nói chuyện dễ nghe, thấy không? Giọng rất là nhẹ nhàng, phối hợp nhịp nhàng. Có cái nào tiếp tục hay làm tiếp lấy 10 triệu lộ phí đường đi. Mạnh hơn tí coi. Tụi con có tự tin vào hai tiểu phẩm của tụi con không? Rồi ngoài cái việc học ra thì mình có làm gì khác thêm phụ giúp gia đình không? Dạ không. Đang đi học chủ yếu là tập trung học cho giỏi đúng không? Học giỏi không? Dạ cũng được. Tạm đúng không? Tụi con hay coi hài lắm hả? Hay là tụi con tự nghĩ ra mấy cái này? Dạ, tớ thường xuyên coi hài chú. À quan, cái câu mà má ơi, ta sống 17 năm, mỗi năm chưa thấy ông nhập hàng bao giờ là của con hay là của cái ông mà chúc bài cho con? Dạ, chú Khương chỉ nói là Trường Giang mua đồ ở gần chợ, gần nhà thôi. Chứ con về con nghĩ ra là cái câu má ơi nó đó. À, tức là chú Khương đó nói là chú là không có nhập hàng Quảng Nam, là mua gần đây thôi đúng không? Dạ. Khương dừa. Đó là Khương dừa. Ra hén rào.
mama tổng quản của Colorman. Chiến thắng, chiến thắng. Bấy lâu nay hy sinh sức lực cho Điền Quân, để rồi ngậm đắng nước cay đêm hôm nay. Thương dừa tựa sâu, tựa làm sâu mà lại nói ra một cái sự thật như vậy. Nhưng mà nhờ cái câu nói của chú mà con lại suy nghĩ ra được cái câu nói theo cái cách quê mình. Đó là lý do tại sao mọi người cười. Nhưng mà cũng sau lần này thôi, đừng đem một tương lai của một gia đình ra đổ xuống sông nữa nha con nhé. Chưa đâu, biết đâu là hãng tập trung vô cái MC bà trừ nữa nè. Rồi, thi vòng 2 ha. Dạ. Để con suy nghĩ. Con sắp đưa gia đình ra xuống sông nữa phải không? Dạ, được rồi chứ. 60 giây, thời gian bắt đầu. Vậy thôi mình đi ăn quán khác đi chị. Ăn thích bò Tiến Luật nha. Trời ơi thích bò hả? Đừng ăn. Sao vậy chị? Không biết chuyện chi chưa? Không biết chuyện chi hả? Chị nói cho mà nghe, mà nếu mà em muốn nhiều chuyện á thì đừng có nói ra hết. Nhưng mà thôi kệ, cũng cứ khách thì cứ nói đi. Bởi vì năm nay thì Tiến Luật cũng không tham gia chương trình. Đó là quán thức bò của Tiến Luật á, theo như báo chí đăng thì đã sang quán, đóng cửa rồi. Biết lý do vì đăng không? Nhà có hai người trong một cái quán, mà một người đi làm MC, người kia đi diễn viên, quán ai trống, đóng cửa, nhân viên ly tán. Đó. Rồi bởi đó chị nói là em suốt ngày cứ lo học hành, không lo cập nhật tin tức showbiz. Như chị nè, học thì cũng dốt thôi. Nhưng mà được cái là cái chị cũng biết Trấn Thành tăng bao nhiêu cân, Hai Quan đưa bao nhiêu tiền, Ngô Kiến, thậm chí Ngô Kiến Huy sắp sang Thái sống thật với giới tính của mình. Chị cũng thế. Quan đã chiến thắng vòng rồi, thắng một chút rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Cô Giang đâu ra tin mà xua qua Thái sống thật với giới tính của tôi vậy? Cái này con tự nghĩ ra đó. Mới tức thời luôn hả? Dạ. Mới nghĩ tức thời luôn hay là? Dạ, hồi nãy con rảnh con đi vòng vòng nói con nghĩ ra được đó. Ghê, ghê, ghê. Được rảnh lắm. Đi vòng vòng khí phách lắm. Rồi, con vừa đưa một số phận xuống biển xuống sông luôn rồi. Hên không có quán đó nha. Chưa á, có là nên lật luôn á. Lật cái quán luôn. Ghê thiệt, nãy giờ nó chấp tay xử đích, nó đi vòng vòng thôi mà để ý được cỡ này chuyện. Cho nó làm bạn chung với mình trong Facebook. Trời ơi, cái chết với nó. Không biết cái đoạn nào em thoa son mà bé thấy nữa. Chỉ là sự hiểu lầm thôi, đây là son của em. Dễ sợ thiệt. Quá dễ sợ. Hai bạn ơi, hai con ơi, tụi con đã có 10 triệu rồi đó. 10 triệu nha, chắc chắn đang có. Bây giờ mình suy nghĩ đi, mình bàn luận với nhau, hai chị em bàn luận đi, mình thi tiếp. Hay là mình ngừng lại, mình lấy 10 triệu thôi. Thi tiếp là giải thưởng là 20 triệu. Thôi con xin dừng. Nhanh quá, tuổi trẻ vội vàng quá. Xin mời anh Trường Giang và anh Trấn Thành trao giải thưởng 10 triệu cho hai bé ạ. Chúc mừng. Nói chung là chịu. Hai đứa dễ thương, ngoan ngoãn, thấy không, sạch sẽ, lai đậm nha. Rồi cảm ơn tụi con.